Nhật Lệ xin mến chào quý đính giả đã đến với kênh Radio Hay, quý vị và các bạn thân mến. Sau khi kết hôn, được chồng và bố chồng yêu thương quý mến, nhưng Lan, cô gái trong câu chuyện của chúng ta hôm nay, đã không ít lần bị mẹ và cô em chồng buông lời thiếu tôn trọng và ức hiếp. Vậy mà chẳng biết cô đã làm thế nào mà hai người phụ nữ đó bỗng dưng thay đổi thái độ và cách cư xử với Lan. Chẳng những thế, Họ lại còn thấy nể trọng cô Từ đó mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Được cải thiện hơn rất nhiều Ngay bây giờ Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện Về gia đình của cô gái này Để có được lời giải đáp nhé Trong quá trình nghe chuyện Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Nhật Lệ Và ekip của chương trình Bằng cách đăng ký kênh nếu chưa đăng ký Và nhấn vào hình quả chuông thông báo Để liên tục nhận được Những câu chuyện hấp dẫn từ kênh Và cũng đừng quên thể hiện cảm xúc của mình về câu chuyện ở phần bình luận quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi là Lan, năm nay 28 tuổi, tôi đang làm kế toán trưởng của một công ty xây dựng. Chắc hẳn các bạn cũng đang tò mò vì ở cái tuổi này mà tôi đã lên được vị trí đó chắc chắn cũng phải đánh đổi nhiều lắm. Đúng, vì hoàn cảnh gia đình tôi cũng không mấy dư giả Nhìn cảnh bố mẹ quanh năm làm nông vất vả Mà nhà vẫn nghèo Tôi thương bố mẹ lắm Rồi tôi quyết tâm học hành chăm chỉ Để sau này thoát ly Thoát cái nghèo Và có thể đỡ đần cho bố mẹ 18 tuổi Cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái Thay vì cùng bạn bè Tung tăng bay nhảy Làm điệu đà trước mặt đám con trai Thì tôi chỉ biết có học rồi ngày tôi cầm thư báo đỗ đại học cũng tới. Tôi vui mừng khôn xiết, đó không chỉ là niềm vui của gia đình tôi mà còn là niềm tự hào của cả dòng họ. Vì từ trước đến giờ, trong họ chỉ có mình tôi là con gái được đỗ vào trường đại học danh tiếng. Bao hoài bão ấp ủ trong tôi như vỡ hòa trong hạnh phúc. Vậy là tôi đã đặt được viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp thoát nghèo, mơ ước một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai sau này. 4 năm học đại học Tôi dành hầu hết thời gian rảnh trên thư viện Mấy cô làm trên đó Còn hay nói đùa tôi Con gái sinh đi này Mà suốt ngày chỉ khoa học thôi Không yêu là phí lắm đấy Hay cô giới thiệu con trai cô nhé Nghe những lời bông đùa đó Tôi chỉ mỉm cười Vì tôi lúc này chỉ muốn học tập cho tốt Chứ yêu đương tôi chưa nghĩ đến Cũng có mấy bạn trai cùng khóa thích và tỏ tình Nhưng tôi từ chối hết Dần dần họ cũng chẳng quan tâm gì tới tôi nữa trong mắt bạn bè tôi chỉ là con mọt sách không hơn không kém thời sinh viên của tôi cứ thế trôi đi không để lại kỷ niệm gì ấn tượng ngoài việc chiếc ghế trên thư viện nơi tôi hay ngồi bị mòn cho nhẵn và cuối cùng nỗ lực của tôi cũng được đền đáp xứng đáng tôi ra trường cùng tấm bằng tốt nghiệp loại yêu một lần nữa hạnh phúc lại vỡ hòa với tôi viên gạch thứ hai cũng đã được đặt lên bước ra cổng trường đại học với tấm bằng xuất sắc tôi dễ dàng được nhận vào làm việc tại công ty mà tôi gắn bó đến bây giờ với ba tâm huyết viên gạch thứ ba cũng được đặt lên mọi thứ đến với tôi dường như rất thuận lợi tôi bắt đầu đi làm và đã có thu nhập tháng lương đầu tiên tôi chỉ giữ lại một chút chi phí sinh hoạt cho mình còn tôi gửi về hết cho bố mẹ tôi biết bố mẹ đang tự hào về tôi lắm và sẽ đi khoe khắp làng về cô con gái ngoan giỏi giang tiếp sau đó là những ngày tháng bình yên tôi đi làm và vẫn gửi một phần lương về cho bố mẹ tuyệt nhiên chẳng nghĩ gì đến chuyện yêu đương tôi dự định khi nào sự nghiệp vững vàng và gặp được người tốt mới tính đến chuyện kết hôn bố mẹ tôi thấy con gái chưa bao giờ nhắc đến chuyện yêu hay dẫn người yêu về thì cũng sốt ruột lắm nhiều lần mẹ gọi điện lên hỏi thăm tôi và không quên chốt cho tôi một câu Con gái lớn rồi Cũng tính chuyện lấy chồng đi con Không mai mốt quá lửa nhớ thì Thì có mà nó lấy Những lần như thế tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện Rồi lại đánh trống làng qua chuyện khác Mẹ cũng chỉ biết ngán ngầm thở dài Rồi bão một thời gian Cũng không ai rục tôi lấy chồng nữa Tôi lao vào công việc như con thiêu thân Công việc kế toán xây dựng rất bận rộn Hầu như tôi phải làm tăng ca Khi các đồng nghiệp đã tan làm thì tôi vẫn ngồi lại với những con số. Với bản tính cẩn thận, chăm chỉ và với kiến thức mà tôi đã dành cả thanh xuân trên giảng đường để mài rũa, tôi luôn hoàn thành tốt công việc nên nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của sếp. Cống hiến 6 năm trời kể từ khi ra trường và cuối cùng mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Tôi được đề bạt làm kế toán trưởng trước sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và cũng không khỏi ánh mắt ghen tị của một số người. Tôi đã đặt được viên gạch thứ tư trong nước thang phấn đấu của mình. Bây giờ tôi cũng 28 tuổi, tôi có sự nghiệp vững chắc, có thể giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn. Như một cỗ máy chỉ biết làm việc, tôi không biết gì về những thú vui đời thường mà đáng lẽ phải được tận hưởng. Tôi chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ và nhìn lại mình cũng không còn trẻ nữa. Đám trẻ bây giờ cứ lớn lên chút là đã lấy chồng lấy vợ. Với độ tuổi này, thì tôi cũng được xếp vào hàng gái ế rồi. Bây giờ viên gạch tiếp theo tôi cần đặt đó là lập gia đình và ổn định cuộc sống. Nhưng các mối quan hệ của tôi cũng chỉ gói gọn là đồng nghiệp trong công ty. Thế nên cơ hội để có bạn trai lại càng khó. Nghĩ cũng thoáng buồn nhưng tôi lại tặc lưỡi. Thôi mà kệ đến đâu hay đến đó. Nhưng người nóng ruột nhất là bố mẹ tôi. Dục tôi chán không được, bố mẹ cũng chẳng thèm đả động gì đến nữa. Nhưng tôi biết bố mẹ rất mong và buồn Ở quê mà ý chồng Thì ôi giời Nghe đủ những lời xỉa sói Nào là học hành đường hoàng Công việc ngon lành Mà không có mảnh tình vất vai Chắc nó cũng có vấn đề gì đây Nào là học lập chi cho lắm Rồi ấy chẳng ý chưa Ôi thôi đủ thứ chuyện Nhất là mỗi lần có dịp về quê Đi từ đầu làng đến cuối làng Câu mà người dân ở quê tôi nói với tôi nhiều nhất là Lan về rồi đi à Có đưa người yêu về không Khi nào mới cho bác ăn cố đây Bà Hồng đầu ngõ đon đà hỏi tôi Dạ cháu chào bác Bác cứ chuẩn bị phong bí đi là vừa à Cái mai nhà bác bằng tuổi mày Hai con rồi đấy Một trai một gái yêu lắm cơ Bà hứa nó ở khoe Lại còn cái thu Nó lấy chồng tận Hà Nội Nghe đâu cũng được thằng cu rồi Bà tám thêm vào Nói rồi họ quay ra cười với nhau và cũng không nghe rè tặng thêm cái hất cầm về phía tôi. Dạ vâng, tôi nghe mấy lời như thế đã quen rồi, họ đang muốn chê tôi ấy đấy mà. Thôi kệ đi, tôi đi thẳng về nhà và cũng ít giao lưu với những người hàng xóm. Nghe những lời đó, bố mẹ tôi buồn lắm, tâm nguyện của ông bà chỉ muốn tôi sớm yên bề ra thất. Đến thời điểm này thì ông bà cũng không làm ngơ được nữa. Hôm đó vừa tan ca, Tôi nhận được cuộc gọi của mẹ Dạ con nghe mẹ ơi Lan à Bố mày bảo mai chủ nhật tranh thủ về nhà có việc gấp Có việc gì vậy mẹ Mai công ty con nhiều việc chưa giải quyết xong Con tính làm tăng ca Bố đứng cạnh mẹ Vừa nghe thấy tôi nói làm tăng ca Ông giật điện thoại từ tay mẹ quát Bố nói mày về thì về về Bố không nói nhiều nữa Nhưng con không nhưng nhị gì hết Mai không về thì từ nay đừng vác mặt về nhà nữa Nói xong ông cốp máy Tôi thẫn thờ không biết có chuyện gì Mà bố mẹ lại gọi tôi về gấp như vậy Sáng hôm sau tôi bắt chuyến xe buýt sớm nhất để về quê Con đường quen thuộc chỉ đi mất 2 tiếng đồng hồ trên xe buýt Mà sao hôm nay tôi thấy xe đi chậm thế Tôi nóng ruột không biết ở nhà có chuyện gì Vừa bước vào sân tôi thấy mẹ đang đon đả đi nấu nước chè Giống như nhà chuẩn bị tiếp khách ấy con chào mẹ, ạ Lan về rồi đi hả con? Dạ mẹ, nhà ta có chuyện gì mà bố mẹ gọi con về gấp vậy ạ? À? Chưa kịp để mẹ tôi trả lời, thì bố từ trong nhà chạy ra hứt hải Bác Năm, bạn thòi còn trong quân ngũ của bố và con trai bác ấy về chơi Vậy mà bố mẹ gọi con về gấp, con tưởng nhà có chuyện gì? Chà bố cô, nếu không nói thế liệu cô có về không? Mẹ từ trong bếp Mắng yêu tôi thôi con đi cất đồ rồi xuống phụ mẹ làm cơm khách cũng sắp đến rồi đó bố tôi dục vâng ạ tôi xuống bếp phụ mẹ nhặt rau mẹ tôi khoe nay mẹ đi chợ mua được con cá tươi lắm lát nữa mẹ nấu món canh chua con thích bố mày làm thì con gà mái tơ mẹ đang luộc đây rồi mẹ tôi cứ thao thao kể từ sáng giờ ông ấy vui lắm cứ ngóng con suốt đấy rồi mẹ chuyển chủ đề Bác Năm với bố con trước đây cùng đơn vị Chơi với nhau thân lắm Hồi bọn bay còn nhỏ Thỉnh thoảng bác cũng hay về chơi Nhưng rồi sau khi bị tai nạn Ông ấy không nói được nữa Nên cũng không còn liên lạc Bắn đi đã hơn chục năm trời Lần trước bố mẹ lên thăm con Tình cờ Lại gặp bác ấy Nhà cũng gần ở chỗ con làm việc Anh Quân con bác năm hơn con 2 tuổi Nghe đâu cũng đang làm công chức cơ quan nào đó trên thành phố mà cũng chưa lập gia đình hiền lành tốt tính nghe đến đây là tôi nhận thấy có mùi mai mối rồi không lẽ bố mẹ gọi tôi về đột xuất là vì chuyện gắn ghép này ư tôi giả vờ như không quan tâm nói với mẹ khách của bố mẹ kể với con làm gì ừ hay cái con này mày tưởng mày còn trẻ lắm à con mẹ tôi nghiêm giọng nhưng con bằng tuổi cô Người ta con bế con bồng rồi Cô định để bố mẹ cô không dám nhìn mặt hàng xóm láng giềng hay sao Tôi vâng giả cho qua Rồi nghĩ bụng đến đâu hay đến đó Đúng như đã hẹn 11 giờ trưa bác năm cũng tới Đi sau bác là quân Đang tay sách nách mang quả cáp Bố mẹ tôi đon đả chạy ra đón khách Và cũng không quên rục tôi Lan ơi Ra chào bác năm và anh quân đi con Tôi đi ra rót nước mời khách khuôn mặt bác năm thật phúc hậu nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là đôi chút đượm buồn khó tả tôi lễ phép chào bác con chào bác ạ à, con mời bác dùng nước bác nhìn tôi cười hiền từ rồi gật đầu bác ra hiệu ý cảm ơn kìa con rót nước mời anh quân đi mẹ tôi ngồi bên cạnh hối em mời anh uống nước cảm ơn em giọng nói quân nhẹ nhàng ấm áp làm tôi có chút ngượng ngùng đây là Lan con gái đầu của bác Em nó cũng làm việc ở trên thành phố gần nhà cháu đấy Do khổ Lớn từng này mà vẫn chưa có anh nào rước cho Mẹ lại được đà quảng cáo tôi Mẹ lại thế rồi Tôi đỏ mặt xấu hổ chạy xuống bếp Mượn cớ dọn cơm Để che đi cái ngựa ngùng Khi giáp mặt với quân Có lẽ tôi cũng có chút cảm giác với quân Lần đầu tiên Tôi thấy hai má mình đỏ phừng Lần đầu tiên Tôi thấy tim mình như đang loạn nhịp Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ Tự dưng tôi lại trở nên dịu dàng vẽ lẽn đến lạ Đôi lúc lại nhìn trộm quân Rồi lại giả vờ quay đi lần tránh Khi đập phải ánh mắt quân Tôi cảm nhận được quân cũng thích tôi Trong suốt bữa ăn anh luôn nhìn tôi Tiệc cũng tàn Bố con bác năm từ biệt để về thành phố Trước khi đi quân không quên xin số điện thoại của tôi khách vừa đi khỏi thì bố đã nói với tôi bố thấy quân là người tốt công việc cũng ổn định lại nhà cửa gần chỗ con làm việc thận tiện quá rồi còn gì nhà ta với nhà bác năm cũng là chỗ quân biết bố mẹ cũng yên tâm khi con về làm dâu bố cũng đánh tiếng trước với bác năm rồi bác cũng đồng ý bây giờ quan trọng hai đứa mày thôi các con tìm hiểu nếu hợp nhau thì tiến tới vì cũng có chút tình cảm với quân Tôi thấy xuôi xuôi Nhưng vẫn đỏng đảnh Bố kìa không biết người ta có ưng con không Bố mẹ làm vậy làm con mất giá quá đấy Giá với rổ cái gì Thằng Quân mẹ nghe chừng cũng ưng con gì đấy Đến nước này thì tôi cũng cố gắng chiều theo ý mẹ Thử một lần tìm cơ hội cho mình xem sao Chỉ có điều nằm mơ Tôi cũng không nghĩ một người thành đạt như tôi Lại phải cần cha mẹ mai mối để lấy chồng Sáng hôm sau Tạm biệt cha mẹ, tôi lên thành phố để làm việc. Rồi công việc bận rộn cuốn tôi vào quần xoáy, khiến tôi quên bẵng đi bữa cơm hôm đó và lời hứa sẽ liên lạc với Quân. Trong giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp đã đi ăn cả, tôi mày làm quên mất thời gian, bỗng chuông điện thoại reo lên. Alo, xin hỏi ai đi à? Lan à, anh Quân đây. Em không lưu số anh à? Nghe giọng nói trầm ấm tôi nhận ra ngay là quân con bắc năm hôm trước quân nháy số cho tôi mà tôi quên lưu lại à dạ em chào anh ạ à. anh đang ở gần công ty em anh mời lan dùng bữa trưa được không dạ được em sẽ xuống ngay ừ anh chờ em ở cổng nhé lần đầu tiên hẹn hò tôi mừng rơn luống cuống chỉnh trang lại quần áo đầu tóc không quên tô thêm chút son rồi chạy xuống cổng gặp quân anh thật lịch thiệp trong bộ vest ôm body nhìn thấy tôi anh giơ tay chào nụ cười của anh làm con tim tôi tan chảy sau bữa cơm đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau hơn tình cảm dành cho nhau cũng ngày một lớn dần chuyện gì đến sẽ đến ngày quân cầu hôn hạnh phúc như vỡ hòa với tôi tất nhiên bố mẹ tôi cũng vui lắm lần này ông bà có thể tự tin đi khoe với xóm làng và nuôi con lợn to nhất để làm đám cưới cho tôi tôi nghĩ về một tương lai hạnh phúc tôi sẽ có một gia đình mới và tôi cũng sẽ yêu thương gia đình đó như gia đình của mình gia đình quân có bốn người bố quân thì tôi gặp rồi còn mẹ và em gái quân thì tôi chưa gặp thực ra thời gian chúng tôi quen nhau cũng chưa lần nào quân đưa tôi về nhà giới thiệu cả tôi cũng chỉ mới gặp bác năm tuy bác không nói được nhưng tôi cảm nhận bác là một người tử tế hiền lành và tôi biết bác sẽ là một người bố chồng tốt Rất nhanh Cũng đến ngày hai gia đình gặp mặt Để bàn chuyện cưới xin Lần đầu tiên tôi gặp mẹ chồng tương lai Bà Hiền Nghe tin thì Hiền Nhưng lần đầu tiên gặp bà Tôi đã có cảm giác bất an Cái cảm giác nó không ấm áp gần gũi Như khi tôi gặp bác Năm Em gái quân là Huệ Có vẻ khá đỏng đảnh Cô ra trường được 2 năm rồi nhưng hiện tại chưa có việc làm ổn định Tôi bắt đầu thấy hơi hoang mang Khi nghĩ về cảnh sống chung cùng gia đình chồng Nhưng bụng lại bảo giả Thôi mình cứ sống tốt Làm đúng bổn phận Thì mọi người sẽ hòa thuận và yêu thương mình thôi Một tuần sau lễ ăn hỏi Ngày trọng đại nhất cuộc đời tôi cũng đến Ngày tôi bước lên xe hoa về nhà chồng Cũng là ngày tôi đặt viên gạch thứ năm lên hành trình của tôi Là cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới tôi vô cùng hạnh phúc bởi tôi đã thực hiện được mong muốn của bố mẹ bởi tôi đã tìm được một người chồng đầy ấm áp bởi tôi đã đạt được mục tiêu thứ năm trong cuộc đời ngày đầu tiên khi về làm dâu sau đêm tân hôn mặn nồng khi vẫn còn ngái ngủ tôi định dậy làm bữa sáng cho cả nhà thì quân kéo tôi lại sao em dậy sớm thế nằm xuống cho anh ôm thêm chút nữa thôi để em dậy nấu cơm đi vẫn còn sớm mà với lại em vẫn còn mệt Cứ nghỉ thêm chút nữa đi Tôi mủi lòng Cuộn vào vòng tay chồng cảm nhận hơi thở ấm áp Của người đàn ông mà tôi yêu Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như thế Anh là mối tình đầu Cũng là người đàn ông duy nhất của tôi Công ty cho chúng tôi nghỉ một tuần Để làm đám cưới Vậy là còn 3 ngày nữa Chúng tôi dự định sẽ đi du lịch Và tận hưởng giây phút riêng tư ngọt ngào bên nhau Nằm thêm một lúc Trung đồng hồ điểm 6 giờ sáng Tôi vội vàng dậy đi ra ngoài Trước sự tiếc nuối của quân Thôi để em ra ngoài Ngày đầu tiên về làm dâu mà dậy muộn thì kỳ lắm Ừ, em ra trước đi Lát nữa anh ra phụ em Ôi thật ngọt ngào Tôi nghĩ mình thật hạnh phúc khi lấy được anh Bước ra ngoài gương mà tôi hiện rõ hai chữ hạnh phúc Nhưng tôi bỗng giật mình Cảm xúc hạnh phúc bị cắt ngang bởi một giọng nói Dâu với trẻ con Sáng bảnh mất ra mới dậy Con xin lỗi mẹ Tại hôm qua con mệt quá nên Thôi chị mau đi nấu ăn sáng Cho tôi còn đi làm Dạ mẹ À mẹ ơi Cơ quan cho bọn con nghỉ mấy ngày nữa Mai chúng con xin phép được đi du lịch mấy hôm Du với trả lịch Đi đâu cho tốn kém ra Từ mai việc cơm nước nhà cửa phải lo chu toàn Vâng Nghe xong tôi như bị dội cho một gáo nước lạnh. Tôi đã có dự cảm là mẹ chồng tôi sẽ khó tính Nhưng tôi không ngờ bà lại khắt khe với tôi như vậy Vậy là kế hoạch trăng mật của vợ chồng tôi đã bị bà dập tắt Tôi cố nuốt cục tức ngoan ngoãn đi làm cơm Cô em chồng tôi còn đang cuộn tròn say giấc Xong xuôi tôi mời cả nhà vào bàn ăn Mà gọi mãi nó cũng không chịu dậy còn lớn tiếng với tôi Chị làm sao thế Tôi đã bảo là tôi chưa muốn ăn Em dậy ăn cho nóng Tôi vẫn cố nhẹ nhàng Cứ để đó khi nào dậy thì tôi ăn Huệ trả lời tôi một cách cục xúc Chồng tôi đi ngang qua nghe thấy Liền nói lớn Con gái con đứa lớn từng đấy Mà đến ăn cũng phải đi mời Có dậy ăn không thì bảo Dậy thì dậy Nói chừng cái vẻ mặt cau có đi ra khỏi phòng Em phải biết giúp đỡ và tôn trọng chị dâu Chồng tôi nói thêm Biết rồi Huệ lại trả lời cuộc cằn lấy lệ Sau bữa sáng Bố chồng tôi soạn đồ Để ra quán sửa xe máy đầu ngõ Tôi chạy theo đưa cho ông một bình nước chè tôi đã pha sẵn Lần trước có lần tôi đã nghe quân kể Về thói quen uống nước chè của ông Nên đã chu đáo chuẩn bị cho ông Bố năm nhìn tôi hiền tử Rồi ra hiệu cảm ơn Mẹ chồng thấy cảnh đó Tặng cho bố con tôi một cái nguyết dài kèm theo lời cay nghiệt Nhìn ngứa cả mắt Đã bất tài còn câm Tôi thực sự sốc Khi nghe cô nói đó của mẹ chồng Dù gì ông cũng là chồng của bà Trước mặt con dâu mà buông lời Thiếu tôn trọng chồng như vậy Tôi càng mất cảm tình Và thấy bà xa cách và đáng sợ hơn Nghe kể ngày trước Bố chồng tôi cũng đẹp trai phong độ lắm chứ Ông làm quản đốc ở công ty Mẹ tôi đang làm công nhân bây giờ kinh tế gia đình chồng tôi cũng được coi là khá giả hồi đó cũng vì mê ông đẹp trai và vì cái chức quản đốc của ông mà mẹ chồng tôi chết mê chết mệt theo ông cho bằng được bà tuy chỉ là một công nhân bình thường nhưng cũng có nhan sắc lại khéo ăn nói nên nhanh chóng lấy được cảm tình từ bố chồng tôi thời gian đầu cuộc sống cũng khá hạnh phúc cho đến một ngày bố tôi bị tai nạn khi đang trên đường đi làm về ông bị chấn thương thanh quản và cũng từ đó ông bị câm ông cũng không thể làm việc tại công ty được nữa sau biến cố đó kinh tế gia đình cũng suy giảm hẳn bố tôi đành thuê cây ốt mở tiệm sửa xe máy đầu ngõ để trang trải cuộc sống vì bản tính hiền lành thật thà và cũng khéo tay nên bố tôi rất được khách hàng tin tưởng và ủng hộ làm được đồng nào ông cũng mang về đưa cho mẹ chồng tôi hết nhưng cũng từ đó Mẹ chồng khinh bố tôi ra mặt Bà cũng lớn tuổi rồi Nhưng được thân hình đầy đặn Làn da trắng Nên bà nhìn còn trẻ nhiều so với tuổi Nhiều khi đi ngoài đường Còn bị mấy cậu thanh niên trêu nhầm Tôi về nhà chồng cũng được một thời gian hàng ngày phải dậy thật sớm Giặt rũ quần áo Quét nhà rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà Sau đó lại vội vàng đến công ty làm việc Chiều tan làm Lại tất tả chạy đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm đã thế còn thường xuyên nghe những lời bóng gió chê bai từ em chồng và mẹ chồng hầu như chưa ngày nào tôi được nghỉ ngơi cứ luôn chân luôn tay hết việc cơ quan lại việc nhà trước khi lấy chồng khi nào tôi cũng hoàn thành tốt công việc được giao mà dạo gần đây cha hiểu đó thế nào mà toàn để sai những lỗi cơ bản cũng mấy lần bị sếp gọi lên khiển trách chồng tôi hay đi công tác nên anh cũng không thấy hết những gì tôi đang phải trải qua ở nhà chồng Sợ chồng lo lắng và khó xử Nên tôi cũng cố gắng chịu đựng Và không phàn nàn gì với anh cả Đã thế mỗi tháng tôi còn phải nộp Cho bà Hiền 5 triệu tiền sinh hoạt Trong khi mọi chi tiêu ăn uống Tôi đã lo hết rồi Nhưng như vậy bà vẫn chê ít Giá chàng xe cát biển đông Con trai có vợ rồi là bố mẹ mất nhờ Đàn ông mà đội vợ lên đầu Thì coi như bỏ Bà buông lời cay độc tôi định nói lớn vào mặt bà thế bố mẹ tôi nuôi tôi ăn học giờ không báo hiếu được gì thì sao nhưng vì muốn giữ cho nhà cửa êm ấm nên tôi vẫn cố nhịn coi như không nghe thấy gì cô em chồng cả ngày chỉ ôm điện thoại lướt cũng không giúp việc gì chỉ được cái giỏi moi tiền của mẹ đến cái bát ăn xong cũng không muốn rửa mà tấp vào đó đợi tôi tối đi làm về thì rửa thường thì buổi sáng cả nhà sẽ ăn sáng rồi đi làm buổi trưa vợ chồng tôi và mẹ cũng ăn tại chỗ làm còn bố chồng tôi thì sẽ tranh thủ về nhà ăn cùng huệ rồi ra quán làm tiếp vậy mà cả ngày ở nhà chơi đến cái nhà nó cũng không quét bố đi làm về phải tự vào bếp nấu cơm nhiều khi nó còn ỏng eo chê bố nấu không ngon có lẽ do được mẹ quá cưng chiều nên nó lại ỉ lại và cũng bị ảnh hưởng bởi bà hiền nên huệ cũng coi thường bố lắm chưa khi nào tôi thấy huệ gọi bố mà toàn xưng ông tôi hoặc ông ấy mẹ chồng tôi thì một câu lão câm hai câu lão câm tôi nghe mà chối tai tức giận thay cho bố hôm đó buổi trưa tôi cần về nhà lấy tài liệu để quên tiện về nhà ăn cơm luôn vừa bước chân vào cổng đang nghe tiếng quan hệ ao ngoang ông làm gì mà chậm chạp thế giờ này vẫn chưa có cơm ăn bố chậm rãi ra hiệu sắp xong rồi đợi bố một chút nó lại càng được đà, ông già cầm vô dụng. Lúc đó tôi không kìm chế được nữa mà tôi nói lớn vào mặt nó: huệ, sao em lại nói như vậy với bố? Đó là bố của em đấy, không phải việc của bà. Nó vênh mặt cãi lại tôi. Con gái lớn rồi đã không đi làm, suốt ngày nằm chơi. Bố đi làm về còn bắt bố hầu, đã thấy còn hỗn láo. Cô nhìn lại mình đi. Tôi vậy thì đã sao nào? bà tưởng bà làm kế toán trưởng theo ai lắm à nó gân cổ cãi lại tôi không oai nhưng không phải là như cô tôi tức lên quát vào mặt nó chị giỏi lắm nó ấm ức biết không cãi lại được tôi vùng vàng chạy vào phòng đóng cửa khóc nức nở tôi đi phụ bố nấu cơm và động viên ông đừng buồn nữa có lẽ trong lòng bố cũng buồn lắm nhưng ở hoàn cảnh này ông cũng bất lực nhìn dáng bố lủi thổi đi ra quán mà tôi cảm thấy đau lòng và rất thương bố. Chiều hôm đó đi làm về từ đầu ngõ tôi đã nghe thấy tiếng chanh chua của mẹ chồng tôi. Ai già còn mất dạy đấy, dám to gan vậy à? Nó nghĩ nó là ai và dám lớn tiếng ở cái nhà này. Tôi hiểu ngay vấn đề, chắc là cô em chồng quý hóa lại đang ton hót với mẹ và nói xấu tôi đây. Tôi vẫn giữ bình tĩnh, coi như chưa nghe thấy gì, đi vào nhà. Con chào mẹ ạ không dám cô kế toán trưởng đã về rồi đi à nghe cái giọng đầy mỉa mai khiêu khích nhưng tôi cũng không có phản ứng gì quay vào phòng thì bà ta được thể gào to hơn à cái con kia mày khinh người à sao tao nói chuyện mà mày lại bỏ đi sao mẹ lại nói thế con đi làm về nên vào cất đồ thay quần áo mày đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì à mày lên mặt với mẹ chồng chửi mắng tị nạnh với em chồng con có nói gì sai đâu mẹ Mẹ xem Cái Huệ nó lớn từng ấy mà suốt ngày chỉ chơi bời Lại còn hỗn láo với bố nữa Mẹ thấy chưa Con đã bảo bà ấy muốn lãnh đạo cái nhà này mà Cái Huệ xíu vào thêm Nó chơi hay không Là việc của nó Nó hỗn láo cũng kệ nó Lão cầm đó có gì đáng tôn trọng Bà Hiền vẫn cố chấp quá lớn Tôi tức nghe ăn cả cổ Lần này tôi cũng không nhịn bà nữa Mẹ nói vậy không thấy mình quá đáng sao Bố bị câm đã khổ sở lắm rồi Bố cũng đâu ngồi không ăn bám Tiền bố kiếm được cũng đưa cho mẹ cả thế thôi Thấy tôi cãi lại bà Như lên cơn điên nghiến răng kèn kẹt À cái con này Giờ mày còn dám dạy khôn cả mẹ chồng mày nữa à Đồ mất dạy Bố mẹ mày ít học nên không dạy được mày Cơn tức giận của tôi Cũng lên cao trào Bấy lâu nay chèn ép tôi Xúc phạm tôi thì được nhưng động đến bố mẹ tôi Thì tôi không thể để yên được nữa Mẹ đừng có mở miệng ra là xúc phạm người khác như vậy Còn được ăn học và được gia đình cưới hỏi về đàng hoàng Còn bố mẹ con đi nghèo Yêu thương và tôn trọng nhau Chứ không như kẻ khác đến chồng mình Và bố mình cũng không coi ra gì Câu nói của tôi như chọc vào cơn điên của hai mẹ con họ Cả hai số lên định lao vào tát tôi Còn mất dạy Mày dám trà treo với bà Bà ta nghiến răng lao đến túm tóc tôi Con Huệ cũng bu vào định tát tôi Nhưng may tôi né được Cái tát ấy lại trúng ngay mặt mẹ chồng Khiến má bà ta đỏ tía Bà ta càng gào mồm to hơn Ôi làng nước ơi con dâu đánh mẹ chồng Bố chồng tôi vào can ngăn Liền bị bà hất ngã Ông hiểu và thương tôi Nhưng cũng bất lực vì hai mẹ con bà ấy Cũng may lúc đó chồng tôi về kịp anh kéo hai mẹ con bà ấy ra Không thì tôi cũng bị bầm dập Có chuyện gì thế này Chồng tôi hỏi Mày về mà dạy con vợ quý hóa của mày đi Nó cậy thế ước hiếp em chồng Còn đánh lại mẹ chồng kia Bà Hiền bù lu bù loa Anh xem Anh rước cái thứ gì về đó Đúng là đồ nhà quê Con Huệ Hằn học thêm vào Chồng tôi như nổi cơn điên quá lớn Vợ con thế nào con biết Mẹ nhìn lại mình đi đã bao giờ mẹ tôn trọng bố chưa từ khi vợ con về cái nhà này mọi việc lớn bé đều một tay cối làm nhưng mẹ suốt ngày chê bai hàn học còn mày nữa lan là chị dâu mày mày phải biết tôn trọng con gái lớn rồi suốt ngày lông bông tính thì lười lại còn hỗn láo sau này không ma nào thèm rước đi đâu hai mẹ con bà hiền nghe thế thì càng nổi điên đấy giờ nó đội vợ lên đầu không coi mẹ và em ra gì nữa Bà Hiền gào khóc ăn vạ Thôi chuyện này chấm dứt ở đây Mọi người đi làm việc của mình đi Đừng để cho dân làng họ cười cho Chồng tôi chốt Được sự bênh vực của chồng Tôi thấy nhẹ nhõm hơn phần nào Cũng không muốn để bụng đôi co nữa Tôi đi vào bếp làm cơm Còn mẹ và Huệ thì đi vào phòng Bữa tối hôm đó rất nặng nề Không ai nói với ai câu nào Tôi gắp thức ăn cho bố năm Bố khẽ cười rồi gật đầu với tôi có lẽ nội tâm bố lúc này cũng buồn lắm chắc có lẽ bố cảm thấy tủi hổ hoặc có thể bố cảm thấy có lỗi vì bố bị tai nạn vì bố mất việc và không chăm lo tốt cho gia đình nên bố trở nên nhu nhược như vậy tôi không trách bố mà chỉ thấy ông thật đáng thương khi phải sống cùng hai con người bội bạc kia thời gian trôi đi tôi về nhà chồng cũng được hơn một năm mà vẫn chưa có thai dù hai vợ chồng tôi đi khám bác sĩ kết luận sức khỏe hai vợ chồng đều bình thường Chỉ là duyên chưa tới Nên tôi chưa có thai Quân luôn nhẹ nhàng động viên tôi Anh biết tôi mong đứa con này lắm Vì dù sao Tôi cũng gần 30 tuổi rồi Anh sợ tôi chạy lòng Nên anh rất hạn chế đả động đến việc con cái trước mặt tôi Nhưng tôi biết Anh cũng mong mỏi như tôi Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ những người bạn Của chúng tôi có con bé con bồng của anh Tôi thương anh lắm vì sốt ruột mong ngóng có con mà có một thời gian tôi bị chép hay cáu gắt giận dỗi và nơi tôi chút giận chính là anh chồng của tôi hiểu được tôi nên anh không bao giờ phản ứng lại mà cứ âm thầm chịu đựng sự dở hơi của tôi áp lực đã lớn tôi còn phải nghe những lời bóng gió của bà mẹ chồng cay nghiệt có lần tôi nghe được mẹ con bà hiền nói xấu tôi con dâu nhà người ta chồng mới đi qua đầu giường đã chửa đằng này rước quả cao điếc về nhà Bà Hiền nói với cái Huệ Hay là chơi cho lắm vào Đến giờ mới không đẻ được Chứ con gái nghề nghiệp con lành Mà mãi 28 tuổi mới lấy chồng Anh trai con bị lừa rồi Con em chồng quý hóa nói Mỗi lần nghe những lời như thế Tim tôi đau thắt Tôi cũng mong mỏi lắm chứ Cũng phận đàn bà Sao có thể buông những lời lẽ độc mồm độc miệng con Huệ cũng hai mươi mấy rồi mà cứ lông bông mãi nó thôi. Tôi đi làm về nộp tiền rồi. Còn làm ô xin không công cho cái nhà này. Vậy mà họ đối xử với tôi như vậy. Luôn coi tôi là người ngoài. Thậm chí còn nhìn tôi với ánh mắt coi thường khinh bỉ. Cũng vì nghĩ đến chồng tôi là người thương yêu vợ. Và cả bố chồng hiền lành của tôi nữa. Nên tôi gắng nhịn để sống trong cái nhà này. Hôm đó vào chủ nhật. Chồng tôi đi công tác mấy ngày rồi Tôi không phải đến công ty làm việc Nhưng người khác sẽ được tận hưởng Một ngày nghỉ ngơi thoải mái Nhưng tôi lại càng bận rộn hơn Sáng sớm tôi vẫn phải dậy như thường lệ Để lo ăn sáng cho cả nhà Sau đó dọn dẹp nhà cửa và đi chợ Đi chợ về giữa cái nắng 37-38 độ C Tôi vừa ngồi xuống uống chén nước cho đỡ khát Thì mẹ chồng tôi bước ra bảo Hôm nay trời nắng đẹp Chị Lan tranh thủ gỡ mấy cái dèm cửa ra giặt đi nhé Chứ cả năm trời hôi há mốc hết cả rồi Con vừa đi nắng về Cho con nghỉ một chút đã Mà mẹ gọi cô Huệ dậy Phụ với con chứ Chứ dèm nặng và cao thế một mình con làm không được Tôi trả lời Có tí việc mà cũng tị với em Nó yếu đuối không làm được đâu Nếu chị không làm Thì để đấy tôi làm Không dám làm phiền chị Bà Hiền phán câu làm tôi ngao ngán Con gái bà yếu đuối là vàng là ngọc Vậy con gái người ta Bà coi là gì Cái Huệ nghe thấy mẹ nói thế Thì càng vinh vinh đắc ý Nó nhìn tôi cười nhếch mép Rồi ngúng ngoảy xin tiền mẹ đi chơi Mẹ yêu của con là tuyệt vời nhất Yêu mẹ nhất trên đời Mai sinh nhật đứa bạn con Cho con xin 2 triệu đi mua quà sinh nhật cho nó nha mẹ Đây mẹ cho 3 triệu Mua thêm bộ quần áo mới mà mặc Cho bạn bè nó lác mắt ra với con gái mẹ Ôi bình thường Bà moi vợ chồng tôi từng đồng Tôi làm ra tiền Mà thỉnh thoảng mua bộ quần áo đi làm Cũng gặp những ánh mắt dè biểu Của mẹ con bà ấy Giờ nào là phụ nữ tiêu hoang Thì chồng làm bao nhiêu tiền cũng hết Nào là người nhà quê Có đắp vàng lên thì cũng không sang hơn được Tôi rất khó chịu Về những lời lẽ miệt thị người nhà quê Người nhà quê chúng tôi thì sao chứ Chúng tôi có ý chí Chúng tôi có tự trọng Không phải ăn bám ai Chúng tôi vươn lên từ khả năng của mình và chúng tôi sống tình cảm, chứ không sĩ diện lại cay độc như mấy người. Tôi ngậm cục tức đi gỡ rèm ra giặt. Bố chồng tôi thấy vậy thì ra giúp tôi trèo thang, tháo mấy cái rèm cửa. Bà Hiền nhìn thấy thì lại xa xả. Cái lão cầm kia không đi ra quán làm đi hay muốn ở nhà ăn không ngồi rồi để báo hại vợ con. Bố tôi nghe thấy cũng chẳng phản ứng gì Dường như ông cũng quá quen với những câu nói thô lỗ đó Ông tháo nốt mấy tấm rèm giúp tôi Rồi lại lủi thổi đi ra quán Sao trên đời lại có người vợ như thế được chứ Bà ăn ở như thế mà không sợ quả báo ư Càng ngày tôi càng cảm thấy bà thật xấu xa Không đáng được tôn trọng Nếu không phải là mẹ của chồng tôi Thì tôi cũng không nhịn nhục như vậy đâu Hôm sau Cái Huệ đi sinh nhật bạn Mấy đứa bạn đến nhà đón nó Người ta nói mình thế nào Thì giao du với loại người như thế Đám bạn của nó cũng toàn là những đứa vô công rồi nghề Không có việc làm mà ham chơi lêu lỏng Con gái con trai Mồm cứ phi phèo thuốc lá Tôi nhìn mà ngao ngán lắc đầu Thấy tôi Chúng cũng chẳng thèm chào hỏi Dù là tôi đã lịch sự chào trước Một thằng con trai còn hất cầm về phía tôi hỏi cái huệ Ai đấy Có phải bà chị dâu quê mùa của mày không còn ai vào đây nữa nhìn xinh đấy nhưng toàn thấy mùi buồn đất đúng đồ nhà quê nghe đoạn đối thoại của mấy đứa vô học tôi ức chế đến tận cổ tôi chửi thẳng vào mặt chúng nó này chúng mày ít tuổi mà ăn nói thiếu tôn trọng người khác đấy hả dù gì tao cũng nhiều tuổi hơn chúng mày tao nhà quê thì sao tao không cơ xử thiếu văn hóa vô học như mấy đứa chúng mày bà nói cái gì sao bà dám xúc phạm bạn tôi Cây huệ chừng mắt với tôi Đám bạn nó thấy tôi cũng không vừa Không khí căng thẳng Nên kéo quân huệ đi không dám đối điều với tôi nữa Thôi đi mày Đừng để bọn quê mùa làm mất hứng của tụi mình Tôi ghét nhất Mấy cái thể loại tự coi mình là thanh cao Coi thường người nhà quê như vậy Định cho chúng một bài học nữa Nhưng chúng đã lên xe máy Rú ga in ỏi rồi phóng đi Đúng là cả một đám mất dậy Tôi nghĩ bụng cái Huệ đi sinh nhật bạn từ 6 giờ tối đến 11 giờ 30 đêm vẫn chưa về. Dù thường ngày nó rất hỗn và thiếu tôn trọng tôi, nhưng tôi cũng thấy lo cho nó. Bình thường nó đi chơi cũng 10 rưỡi hoặc 11 giờ là về rồi. Bố chồng tôi cũng sốt ruột ra dục bà Hiền gọi điện cho con Huệ về. Bà ấy còn gạt đi nói, còn nó lớn rồi, cứ để nó thoải mái đi. Nó đi với mấy đứa bạn thân thì có gì mà lo, chắc nó đang trên đường về rồi đấy. Mẹ cứ gọi cho nó đi ạ Lúc chiều con gặp mấy đứa bạn nó Nhìn chúng cũng không phải là người đáng tin cậy Tôi cũng nóng ruột nên nói vào Lúc này bà Hiền miễn cưỡng lấy điện thoại gọi Nhưng đều không liên lạc được Bà ta bắt đầu thấy lo lắng Bấm điện thoại liên tục Gọi cho Huệ không được Bà tìm được số con bạn hôm nay sinh nhật Thì liền bấm gọi Đầu dây bên kia mở máy nghe Nhưng không thấy tiếng nói chỉ nghe tiếng nhạc sập sình Đình tài nhức óc Rồi những tiếng hỏi hét Dô, dô, hú, hú Nghe thấy dự cảm là sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra rồi Tôi còn lạ gì Nhưng thú tiêu khiển bay lắc của bọn thanh niên choai choai sống buông thả nữa Tôi nói với bà Hiền Chắc chúng nó đang mở tiệc bay lắc ở nhà nghỉ rồi Không khéo lại hỏng đời Lúc này bà Hiền lo thực sự Đứa con gái mà bà hết mực cưng chiều không ngờ lại hư hỏng như vậy nếu không may bị hãm hại thì đời này ai thèm lấy nữa bà biết giấu cái mặt sĩ diện của mình đi đâu bà quay sang bảo tôi con biết chỗ đó ở đâu không đưa mẹ đến đó cho em về không thì lớn chuyện mất lần đầu tiên bà hiền nói với tôi một câu tử tế như thế lần đầu bà không lên mặt mà nhờ vả tôi nhưng tôi biết do lo cho đứa con gái quý hóa của bà nên bà mới nhẹ nhàng với tôi như vậy. tôi suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra lúc chúng nó lên xe rú ga đi, cô đứa đã hét lên. Thiên đường sao mai thẳng tiến. Sao mai là tên một nhà nghỉ ở con phố trên. tôi nói bà Hiền. có lẽ chúng nó đang ở nhà nghỉ Sao Mai khi chiều con nghe chúng nhắc đến. nghe tiếng nhà nghỉ, bà Hiền lo lắng dục tôi nhanh lấy xe chờ bà đến đó. tôi cũng không chấp những chuyện cũ lấy xe chở bà đến nhà nghỉ bố chồng cũng muốn đi theo nhưng tôi nói ông ở nhà trong nhà xem nó có về không thì báo đến nơi tôi hỏi nhân viên phòng tổ chức sinh nhật của chúng nó nhưng chủ nhà nghỉ nhất định không cho vào tôi đe dọa là sẽ báo công an ở đây có mua bán dâm và sử dụng ma túy vì nhà nghỉ này cũng kinh doanh nhiều mờ ám nên khi thấy tôi nói sẽ báo công an thì miễn cưỡng dẫn hai mẹ con tôi lên phòng vừa mở cửa Tiếng nhạc chát chúa khiến tôi ù hết cả tai, một cảnh tượng vô cùng kinh tởm diễn ra trước mặt. Đám thanh niên hơn chục đứa trong tiệc sinh nhật sử dụng chất kích thích, chúng không ngừng uốn éo lắc lư mà không quan tâm có người vào. Mấy đứa con gái váy vóc hở hang, cúc áo bật ra để cho mấy thằng con trai mơn trớn, nhìn mà kinh tởm buồn nôn. Bà Hiền bị sốc đứng hình một lúc mới hoàng hồn đi tìm Huệ, nhưng không thấy nó đâu. Bà đến nhà vệ sinh đẩy cửa ra Ôi trời ơi Thằng mất dậy chúng mày làm gì thế này Nghe tiếng mẹ chồng tôi kêu Tôi liền chạy đến Thì thấy một thằng đàn ông Đang muốn giở trò với con Huệ. Con hệ ngấm thuốc Người mềm nhũn mê man chẳng biết chuyện gì Còn thằng kia thì đang hăng máu hì hục Muốn cởi đầu của nó ra Tôi và mẹ chồng lao đến lôi thằng đó ra Thằng kia bị tấn công bất ngờ và cũng do tác động của thuốc nên không thể đỡ được Những cú đòn của hai người đàn bà Nhìn lại mặt nó Tôi mới nhận ra là cái thằng khi chiều đến đón con Huệ Và buông lời sỉ nhục tôi Nhân cơ hội Tôi cho thêm nó vài cái bạt tai Cho bỏ tức về lời lẽ xúc phạm tôi khi chiều Và cho thằng thiếu văn hóa này một bài học Nó nằm cuộn trên đất nhếch nhác hèn hạ một cách đáng khinh bỉ Con Huệ đang còn mơ mơ hồ hồ trong nhà vệ sinh Bà Hiền lôi nó ra mà nó cứ cười cười vô thức như con ma dại Tôi nhìn nó vừa thấy điên tiết vừa thương nó Liền lấy vòi nước xịt vào mặt Rồi tát cho nó mấy cái cho tỉnh táo Nó dần dần lấy lại được ý thức Nhìn xuống cơ thể mình Quần áo sọc sạch Như hiểu ra vấn đề Nó ôm bà Hiền khóc rồi đòi đưa nó về Sáng hôm sau như thường lệ Tôi dậy chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà Nhưng chuyện quái gì xảy ra thế này Tôi có đang nằm mơ không Trước mắt tôi là bốn bát mì đang nghi ngút khói, bên trên còn có cỏ trứng ốp la. Tôi không tin vào mắt mình, lấy tay dụi mắt một lần để xem mình có nhìn lầm không, thì cảnh tượng bốn bát mì còn nguyên. Hóa ra là tôi không nhìn nhầm. Vậy ai đã dọn bữa sáng này? Hay là bố năm, hay chồng tôi đã về và muốn tạo bất ngờ cho tôi? Hàng loạt câu hỏi đang nhảy lên trong đầu tôi thì bỗng có giọng nói phía sau chị dậy rồi đấy à và ăn sáng mà đi làm cái giọng này vừa quen mà vừa lạ tôi quay lại hóa ra là huệ mọi ngày nó chả bao giờ gọi tôi là chị luôn nói trống không nhát gừng chứ đừng nói đến chuyện còn làm cả bữa sáng mời tôi vào ăn tôi véo vào má mình xem có phải do mệt quá mà đang nằm mơ không là thật đấy không phải mơ đâu từ nay em sẽ lo ăn sáng cho cả nhà chị yên tâm mà đi làm ôi Đúng là nay ông trời đi vắng thật Hay nó uống nhầm thuốc Một đứa lười chảy thay chảy thối Mà nay lại tự nhận nấu ăn sáng cho cả nhà Đúng là chuyện hoang đường thật Bố mẹ chồng tôi cũng vừa bước ra Nó lại đon đả Con mời bố mẹ ăn sáng Nó cho tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Không lẽ sau biến cố đêm qua Nó đã tỉnh ngộ và thay đổi thật rồi sao Lần đầu tiên Tôi nghe nó gọi ông Năm là bố Vậy cũng tốt Dù sao cũng là người một nhà Nếu nó thay đổi vào tu trí Thì tôi cũng mừng cho nó Đây là bữa sáng dễ ăn nhất Mà tôi từng ăn từ khi đặt chân về nhà chồng Tuy chỉ là mì gói Và nó nấu hơi mặn Bởi không có những ánh nhìn rẻ biểu Những câu nói làm tổn thương người khác Như mọi khi Xong bữa sáng cái huệ bẽn lẽn nói Con xin lỗi vì chuyện tối qua Sao mày hư thế hả con Chơi với ai không chơi Lại chơi với một lũ du côn bà hiền lần đầu tiên dạy bảo con gái con biết lỗi rồi mà mẹ may mà con lan nó tìm được chỗ mày đến cứu kịp lúc không thì khổ cả một đòi con ạ cảm ơn chị tôi có nghe nhầm không lại một lần nữa nó làm tôi sốc trước giờ nó chưa bao giờ cảm ơn tôi dù tôi luôn hầu hạ cho nó ngược lại nó còn hay soi mói và suối bà hiền ghét tôi ừ không sao là tốt rồi tôi trả lời nó Mai con sẽ đi kiếm việc làm Ở nhà chơi mãi cũng chán rồi Huệ nói thêm Mày nghĩ vậy là phải đó Ổn định còn lo mà lấy chồng đi cho tôi yên tâm Nói rồi bà Hiền quay sang bảo tôi Cái Huệ nó chưa có kinh nghiệm đi làm Có gì thì Lan giúp em nó nhé Bà Hiền mềm mỏng với tôi Tôi biết vì muốn nhờ vả tôi Nên bà mới nhẹ nhàng Chứ thật tâm bà vẫn coi tôi là người ngoài Vâng tôi trả lời mà vẫn mơ hồ về sự thay đổi chóng mặt của cô em chồng bố chồng tôi ngồi nghe không tham gia câu nào nhưng tôi biết bố cũng rất vui vì cuối cùng đứa con gái ngũ nghịch cũng biết nghĩ và thay đổi lần đầu tiên không khí trong nhà lại nhẹ nhàng như vậy lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình không phải là người ngoài trong gia đình này lần đầu tôi thấy nét mặt vui vẻ của bố năm hôm nay tôi đi làm thấy người rất mệt mỏi chả hiểu sao mà cơn buồn ngủ cứ hành hạ làm tôi không thể tập trung làm việc được mấy chị đồng nghiệp nói dạo này thấy tôi khác lắm nhìn phờ phạc nhợt nhạt như người ốm dậy có mấy chị có chồng rồi phán câu đầy kinh nghiệm cái cổ dài ra lông mày dựng ngược hai mày có bầu rồi hả lan không có đâu chị ơi chắc tại mấy nay nhiều việc nên em hơi mệt thôi mà nói vậy thôi chứ tôi mong lời chị ấy nói là sự thật lắm nhưng vì mong đợi nhiều và cũng thất vọng không ít nên lần này tôi cũng không quá hy vọng vào nhà vệ sinh công ty rửa mặt cho tỉnh táo nhìn vào gương tôi thấy sắc mặt mình tệ thật tôi xanh xao và gầy đi nhiều lắm nhẩm lại lịch tôi mới ngỡ ngàng đã quá ngày hơn một tuần rồi cũng đã nhiều lần quá ngày đến khi thử không có nên lần này tôi cũng không quá kỳ vọng nhưng cứ thử xem sao trên đường đi làm về tôi tạt vào một hiệu thuốc mua chiếc que thử thai về cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được tôi sợ sẽ lại thất vọng lần nữa tôi vẫn bị ám ảnh bởi những câu nói bóng gió của mẹ chồng sáng sớm tôi dậy vào nhà vệ sinh và mang theo chiếc que thử màu đỏ dần hiện lên trên que tôi nhắm mắt nín thở không dám nhìn tiếp nữa trong mấy phút một lúc sau lấy hết xuống khí, tôi dần dần mở mắt ra. Ôi cha mẹ ơi là hai vạch. Tôi không dám tin vào mắt mình, nhìn đi nhìn lại rồi đưa cái que lên hôn chụt một cái, mà không quan tâm bẩn hay sạch nữa. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi khó thở quá. Có lẽ hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến tôi chưa định hồn lại được. Chưa vội khoe với cả nhà, để chắc ăn hơn, tôi chạy ra ngay hiệu thuốc đầu ngõ, mua thêm một chiếc que thử nữa lần này vẫn là hai vạch đỏ chót tôi vỡ hòa trong hạnh phúc tôi muốn chồng tôi sẽ là người đầu tiên đón nhận tin vui ngày mai quân về tôi sẽ dành tặng quân bất ngờ to lớn này tôi tự mường tượng ra khuôn mặt hạnh phúc của anh khi biết được tin mình đã được làm cha không cần ăn sáng tôi đến công ty đi làm với một tâm trạng thật vui vẻ nhìn cái vẻ mặt và tâm trạng của tôi nó ngược hẳn so với hôm qua Ai nhìn thấy cũng chiêu đùa Nhìn cái lan kìa Cười không ngậm được mồm rồi Hôm qua chồng về tặng cho mấy nháy à Cái chị này làm gì có chuyện ấy Anh quân nhà em mai mới về Tôi đỏ mặt trả lời Thế có chuyện gì vậy Bật mí đi Mấy bà tò mò cứ gặng hỏi Rồi mọi người sẽ biết Nhưng từ từ đã Cái con này sinh thói úp mở từ khi nào vậy Nói đi Mà tò mò quá chưa nói được đâu, các chị cứ đợi đi nhé. Tôi trả lời rồi, lảng đi tránh những ánh mắt tò mò và câu hỏi của mấy người. Tôi sẽ giữ bí mật này để thông báo với chồng tôi đầu tiên. Hôm nay quân về, tôi ra tận sân bay để đón chồng. Một tuần không gặp, vợ chồng tôi ôm nhau thắm thiết như đôi tình nhân mới yêu. Chồng tôi luôn là người chu đáo, lần nào đi công tác anh cũng mua quà cho tôi. Ngồi trên xe về nhà, cứ hỏi tôi dồn dập làm tôi cũng không kịp trả lời vợ có nhớ chồng không ở nhà có chuyện gì không mẹ và cái huệ có làm khó vợ không vợ làm việc có vất vả lắm không sao chồng thấy vợ dạo này gầy thế chồng hỏi như thế sao mà vợ trả lời được hết vợ vẫn ổn Lát nữa về nhà vợ sẽ cho chồng một bất ngờ bất ngờ gì vậy vợ vợ nói luôn đi chồng nôn nóng quá không được để về đến nhà đã Thôi mà vợ yêu Quân thuyết phục mãi Trước giờ tôi không làm chủ được Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của quân Tôi định lấy chiếc que Hai vạch từ trong ví ra để khoe với anh Thì chuông điện thoại của quân reo lên Là một số lạ Quân định tắt máy không nghe Nhưng tôi nói anh cứ nghe điện thoại đi đã Alo ai đó ạ à? Alo Anh có phải là con trai ông Năm sửa xe máy không Một giọng đàn ông hỏi Đúng rồi anh là ai? Có chuyện gì vậy à? Anh về mau đi Bố anh vừa bị ngã ngay trước quán Chân cũng chảy nhiều máu Chúng tôi đang đưa ông ấy vào bệnh viện Ôi bố tôi Vâng tôi đến ngay cảm ơn anh Nghe cuộc trò chuyện của chồng tôi Tôi nôn nóng lắm Có chuyện gì vậy anh Bố bị làm sao gì à Bố bị ngã em ạ Chân chảy nhiều máu Họ đang đưa bố đến bệnh viện Hai vợ chồng tôi quay xe chạy thẳng đến bệnh viện Tôi chưa kịp báo cho anh tin mừng Mà lúc này cũng không còn tâm trạng Để nghĩ đến chuyện đó nữa Giờ chỉ nghĩ sao nhanh chóng vào viện Để xem tình hình bố thế nào Vào thẳng phòng cấp cứu Quân căng thẳng tìm bố Gặp được người đã đưa ông vào viện Anh ta kể lại Lúc tôi vừa đi ngang qua Thấy ông đang cố dựng cái chân chống xe máy lên Không may loạn choạng Đổ cả người lẫn xe Cái xe máy đè lên người ông Còn làm rách một miếng thịt rõ khổ ông đau quá mà không kêu cứu, cứu được cứ ú ớ tôi chạy đến nơi ông dậy ông ra hiệu chỉ cái điện thoại nên tôi lấy gọi cho anh trên đường đến viện ông ấy ngất đi một lúc chăng do đau quá và mất máu mà tôi thấy ông cũng già yếu vậy mà vẫn làm việc nặng nhọc thế câu nói của người đàn ông kia khiến vợ chồng tôi có chút xấu hổ trước giờ vợ chồng tôi cũng chưa quan tâm nhiều đến bố nhất là mẹ con bà hiền còn luôn coi thường Coi ông chỉ là công cụ kiếm tiền Chứ nói gì đến quan tâm chăm sóc ông Ông cứ lủi lũi sống trong căn nhà của mình Như người xa lạ Có lẽ không nói ra Nhưng ông cũng suy nghĩ nhiều Và cứ cố gắng làm việc thật nhiều Để đưa tiền về cho bà Hiền Để bà bớt đay nghiến khinh thường Mà ông lao lực Già yếu hơn so với tuổi của mình May quá Bố tôi đã tỉnh lại Nhưng chân ông phải bó bột Vì người già xương giòn Rất dễ bị gãy Bác sĩ nói bố phải nằm viện điều trị một thời gian cho chân lành hẳn Trong lúc Quân đi làm thủ tục nhập viện cho bố Tôi gọi điện cho bà Hiền và Huệ biết để vào viện với ông Nghe tin bà Hiền không mảy may lo lắng Mà còn buông lời lẽ vô tình Đúng là đồ ăn hại Đã bất tài giờ còn phải nuôi bao cô nữa Sao mẹ lại nói vậy Bố cũng đi làm suốt ngày nuôi cái gia đình này Chứ con không ngồi rồi đâu Và giờ bố đang bị thương nằm viện Tôi nói lại Kệ xác ông ấy Ta bận không vào được Mẹ chồng tôi nói một câu vô tình như vậy rồi cúp máy Tôi thất vọng về người mẹ chồng này thực sự Những ngày bố năm nằm viện Chỉ có vợ chồng tôi thay nhau Chạy đi chạy lại chăm sóc bố Cây huệ thì thỉnh thoảng mới vào hỏi mấy câu Rồi lại đi Đến ngày thứ ba Mẹ chồng tôi mới vào thăm ông Trả được một lời hỏi thăm tử tế bà buông lời Sao rồi lão câm Nhanh khỏe về còn đi làm Chứ nằm ăn vạ ở đây mãi thì tốn kém à Cả phòng bệnh nhìn mẹ chồng tôi để ngao ngán Họ không nói ra Nhưng chắc họ đang thầm chửi Cái con người bội bạc vô tình vô nghĩa kia Vì đang ở bệnh viện Nên tôi cũng chẳng muốn nuôi co với bà Để thiên hạ biết chỉ số hổ hơn thôi Mẹ chồng tôi ngồi một lúc Rồi cũng đi về Mấy hôm sau cũng không thấy bà đến nữa Vì bận vừa phải đi làm lại vào viện chăm bố nên tôi không để ý dạo này bà hiền rất ít khi ở nhà bà hay viện lý do đi làm tăng ca rồi mãi tận khuya mới về một hôm đi chợ tôi nghe được mấy bà bán hàng đang bàn tán chuyện bà hiền có bổ mới đầu tôi không tin nhưng sâu chuỗi lại thời gian gần đây bà rất hay trang điểm ăn mặc diện mà hay đi sớm về muộn người ta nói không có lửa thì làm sao có khói Tôi không kể chuyện này với ai Bí mật đến gần công ty bà rồi Thực ra công ty dạo này ít việc Cũng chẳng có buổi làm tăng ca tăng kiếp nào cả Vậy mẹ chồng tôi làm gì? Đi đâu? Đi với ai? Hôm đó tôi lấy hết dũng khí kể cho cái huệ nghe Về chuyện tôi biết được Nó không tin còn phản ứng rất mạnh Chị đừng có mặt đặt điều cho mẹ tôi Mẹ tôi không bao giờ làm chuyện đó Vậy thì cược nhá Nếu chị sai thì chị sẽ đền em một chiếc váy hàng hiệu Cược thì cược Chị nhớ nhá Một chiếc váy hàng hiệu Nó vinh mặt lên đắc thắng Nghe đến váy hàng hiệu Nó sáng mắt và bắt đầu đồng ý làm theo kế hoạch của tôi Hôm nay Quân vào trăm bố năm thay cho tôi đi làm Tôi không đến cơ quan Mà xin nghỉ nguyên cả một ngày Để cùng Huệ theo dõi mẹ chồng tôi Buổi sáng Bà vẫn đi làm bình thường Nhưng đến trưa có một người đàn ông đến đón bà đi Chúng tôi mặc áo chống nắng Mặt bịt khẩu trang kín mít Chỉ đẩy lộ hai con mắt chạy theo Đến một con hẻm vắng Thấy chiếc xe máy của người đàn ông Chờ thẳng mẹ chồng tôi vào nhà nghỉ Lúc này thì rõ mười mươi Bà Hiền đã có bổ Khi Huệ sốc nặng Nó định xông thẳng vào nhà nghỉ làm cho gian lẽ Nhưng tôi ngăn lại Dù sao tôi cũng muốn giữ chút thể diện cho bà Và nhất là tôi sợ chuyện vỡ lở Đến tai bố năm thì khổ cho ông quá. Chúng tôi chụp hình ảnh hai người đi vào nhà nghỉ làm bằng chứng để bà Hiền hết chỗ cãi. Nhìn cái tướng người đàn ông khoảng gần 50 tuổi chắc cũng thuộc loại người chẳng ra gì dày ăn mỏng làm bám váy đàn bà lừa tiền chưa ai đời con trẻ mà đi gặp với một bà hơn tuổi mình. Tối hôm đó cơm nước xong tôi và Huệ nói với bà Hiền là chúng tôi đã biết việc làm xấu xa của bà ấy rồi mới đầu bái còn cái và chửi chúng tôi là con nhà mất dạy đổ tiếng xấu cho bà chúng mày đừng có mà nói vớ vẩn tao vả và vào mồm bây giờ đến giờ mà mẹ vẫn không chịu nhận à đây mẹ xem đi cái huệ vừa nói vừa mở điện thoại chụp cảnh bà hiền ôm em nhân tình vào nhà nghỉ lúc này thì bà hiền cứng họng ừ thì chúng mày phải hiểu cho mẹ chứ mày nhìn mẹ thế này mà bố mày bao năm nay vô dụng chỉ khi ở bên dũng Mẹ mới thấy được hạnh phúc Dũng rất yêu và chiều mẹ Hóa ra lão nhân tình của bà Hiền tin Dũng Nghe đến đó tôi ngứa tai không chịu được Đến giờ phút này mà mẹ còn nói được những lời như thế à Bố bị như thế đâu ai muốn Mà mẹ luôn chỉ chiết coi thường bố Ông ấy cũng có dám làm gì mẹ không Bao nhiêu tiền kiếm được Đều về đưa cho mẹ cả Còn cái loại đàn ông kia Nó chỉ lợi dụng tiền của mẹ thôi Mày im đi, mày biết cái gì mà nói Dũng đến với tao thật lòng Và tao cũng đang có ý định bỏ ông già câm của chúng mày Để đến với anh ấy đấy Bà Hiền chửi tôi Anh ấy Nghe mà phát buồn nôn Một kẻ bám váy đàn bà Thì làm gì có tử tế Rồi có ngày bà cũng sáng mắt ra Tôi với Huệ cố gắng khuyên can Nhưng đều bị bà ấy gạt đi Những lời hứa dỗ ngon ngọt Của tên đều cáng kia làm bà ấy mù quáng mất hết lý trí rồi tôi và huệ bất lực định để dần dần khuyên nhủ bà ấy chỉ có cách vạch mặt kẻ chuyên đi cặp bồ lừa tình mấy bà già ấy thì mới khiến bà hiền tin mà quay đầu lại được mấy hôm sau khi đang làm việc thì điện thoại của tôi reo lên là huệ sao nó lại gọi cho tôi giờ này tôi nhấc máy nghe alo có chuyện gì mà gọi cho chị vào giờ này thế Alo chị Lan ơi có chuyện lớn rồi Có chuyện gì vậy Mẹ bị thằng Dũng lừa Nó ôm 300 triệu bỏ trốn rồi Mẹ đang khóc lóc vật vã ầm lên đây này Chị về nhanh lên em dối lắm Được rồi Chị sẽ về ngay Em canh chừng đừng để mẹ làm chuyện dại dột nhé Trong có mấy ngày Mọi chuyện gia đình chồng tôi Cứ dối như canh hẹ Hết chuyện nọ lại đến chuyện kia Trên đường về tôi gọi điện cho Quân Alo chồng à Chồng về nhà gấp nhá Có việc gì vậy vợ Chồng cứ về đi rồi biết Em không tiện kể qua điện thoại Em cũng đang về đây Được rồi chồng về ngay Cả hai vợ chồng tôi phóng xe về nhà Mẹ chồng tôi đang vật vã không lóc trong nhà Cái Huệ thì luống cuống Chỉ biết ngồi cạnh Bà ấy sợ bà ấy nghĩ quẩn Anh chị về rồi đi à Em lo quá Có chuyện gì vậy Chồng tôi ngơ ngác chưa hiểu là chuyện gì hỏi Cái Huệ cứ bô bô Mẹ cặp bồ với tay Dũng Nghe nó dụ dỗ đưa cho nó 300 triệu để đầu tư bất động sản gì đó Giờ nó ôm tiền cắt liên lạc rồi Nên về khóc lóc vật vã vậy đấy Cái gì? Sao mẹ lại có thể làm ra cái chuyện đồi bại như thế? Quần sốc quá quát lên Bà Hiền trong nhà xót của và xấu hổ càng gào to hơn Nhục nhã quá Chúng mày để tao chết đi chứ tao không còn mặt mũi nào nữa ôi tiền của tôi bà hiền vẫn gào lên một người tham tiền như bà ấy thì tiền là sinh mạng đến lúc này bà cũng chỉ nghĩ đến tiền thực ra mấy ngày nay tôi vẫn ngấm ngầm theo dõi lão dũng tôi biết hắn ta không chỉ cặp bồ với mình mẹ chồng tôi mà còn thêm mấy bà sồn sồn khác nữa lão ta thường xuyên lui tới một quán cà phê đèn mờ để chơi gái và đánh bạc vào 2 giờ chiều. Mẹ cứ bình tĩnh đi, con biết lão ta đang ở đâu. Tôi chấn an mẹ chồng, như chết đuối sắp vớ được cọc. Bà ấy đứng phất dậy chạy lại cầm tay tôi. Con biết thằng chó ấy đang ở đâu nói cho mẹ biết với. Tao sẽ băm nát mặt thằng đẻo đó ra. Mẹ cứ bình tĩnh đi, với loại người đó cần đối phó khôn ngoan, không là bị nó cắn ngược lại đấy. Sau khi bàn bạc, cả nhà cùng thống nhất sẽ báo công an địa điểm và thời gian tay dũng đến quán cà phê đèn mờ như thường lệ để công an bắt quả tang nhưng trước hết phải biết chắc chắn hôm nay nó cũng đến đó đã tôi và huệ sẽ ở ngoài quan sát nếu thấy dũng đến sẽ nhắn tin cho quân báo công an đúng như dự đoán hai giờ chiều dũng có mặt tại quán cà phê đèn mờ vừa thấy hắn một em chân dài mặc chiếc váy hở cả nội y chạy đến ôm hôn rồi lôi nhau vào phòng. Tôi nhắn tin cho Quân và tiếp tục ở lại theo dõi. 15 phút sau, công an ập đến bắt toàn bộ các đối tượng đang mua bán dâm và tổ chức đánh bài, trong đó có Dũng. Kế hoạch thành công mỹ mãn. Cái Huệ và chồng tôi khen tôi hết lời, nói tôi đi sai nghề, chứ lẽ ra phải làm thám tử mới đúng. Mẹ chồng tôi cũng làm đơn tố cáo tay Dũng Vì tội lừa đảo Chiếm đoạt tài sản Sau đó tòa án xét xử Cũng lấy lại được 250 triệu Còn 50 triệu Nó đánh bài thua hết rồi Chưa có để trả Như vậy cũng đỡ Dù sao cũng lấy lại được gần hết Sau sự việc đó Mẹ chồng tôi xấu hổ không dám tranh chua To tiếng trong nhà nữa Đi ra ngoài đường cũng rón rén Để tránh những ánh mắt chê cười Khinh bỉ của hàng xóm Bà cũng đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn Dù gì trong chuyện này Người có công lớn nhất là tôi Tôi cũng chả phải con người hẹp hòi Hay thủ dai Tôi về làm dâu Cũng chỉ mong được sống vui vẻ Thuận hòa cùng với gia đình nhà chồng Quân nói với mẹ chồng tôi Giờ mẹ đã nhận ra Ai mới là người tốt với mình nhất chưa Bố năm tuy không nói được Nhưng bố lúc nào cũng nhường nhìn mẹ Bố đi làm về Đều đưa hết tiền cho mẹ dù mẹ quay thường hay nặng lời Cũng chả bao giờ bố nổi nóng Hay làm gì mẹ cả Vậy mà mẹ không biết trân trọng Anh Quân nói đúng đấy mẹ Bố con là người tốt Bố rất đáng thương Tôi nói Cái Huệ đứng bên cũng thêm vào Từ trước giờ mẹ con mình cũng quá đáng với bố Giờ con biết lỗi rồi Mẹ cũng vào viện với bố đi Bị mấy đứa con tấn công dồn dập Mọi oai phong của bà trước đây cũng không còn nữa bà ngập ngừng không biết bố chúng mày có tha lỗi cho mẹ không nữa mẹ cứ yên tâm đi bố là người độ lượng nếu mẹ thành tâm sửa đổi thì bố sẵn sàng tha thứ thôi tôi nhanh nhỏ nói dù sao tôi cũng rất muốn gia đình hòa thuận sống vui vẻ bên nhau tôi cũng muốn con tôi sinh ra không phải chứng kiến những cảnh cãi vã bất hòa tôi tích đức cho con cái sau này nên những chuyện trước đây tôi đều bỏ qua hết nói đến con cái mới nhớ ra là chuyện tôi mang thai cũng chưa kể cho ai vì nhiều chuyện cứ liên tiếp xảy ra nên những bí mật tôi định dành cho chồng cũng chưa có dịp nói thôi thì nhân cơ hội này tôi sẽ thông báo luôn tôi đi vào nhà lấy chiếc que thử thai có hai vạch đỏ ra đứng trước mặt quân đây là bí mật em định nói cho chồng hôm chồng đi công tác về vợ đã có thai được gần hai tháng rồi nhìn cái que thử thai hai vạch Chồng tôi hét lên như một đứa trẻ nhận được quà Anh bế tôi quay mấy vòng Tôi chóng mặt mà nhiều Kể chồng Thả em xuống không con đau À ừ chồng quên mất Xin lỗi vợ yêu Xin lỗi con yêu của bố Mẹ chồng tôi và Huệ cũng rất vui Cái Huệ lỡ lời Vậy là không phải cao điếc à Đúng là vô duyên Cả nhà quay lại nhìn nó Nhưng hiểu được mình vừa gây tội Nó bịt mồm cười trừ em lỡ lời thôi em tự vả vào, vào mồm mấy cái vậy cả nhà phá lên cười không khí thật hạnh phúc và đầm ấm cả nhà mình sẽ đi đón bố tối nay sẽ mở tiệc ăn mừng chồng tôi hào hứng tuyên bố cả nhà cùng vỗ tay hưởng ứng những ngày sau đó gia đình chúng tôi sống rất hòa thuận mẹ chồng và huệ cũng chia sẻ việc nhà với tôi hai mẹ con bà ấy cũng không còn quay thường và có những lời lẽ xúc phạm bố năm nữa Thiên thần bé nhỏ trong bụng tôi Chính là sợi dây tình cảm Làm giúp mọi thành viên trong gia đình Gắn kết với nhau Yêu thương nhau hơn Viên gạch thứ 6 Tôi đã đặt lên trọn vẹn nhất Quý vị và các bạn thân mến Từ chỗ luôn tỏ ra quay thường Hàn học với Lan vợ của Quân Giờ đây bà Hiền và Huệ Đã cư xử rất biết điều với Lan Cả hai người bọn họ cũng đã nhận ra lỗi lầm rằng từ trước đến nay họ đã cư xử không tốt với chồng, với bố đẻ của mình. Có được điều đó tất cả nhờ vào sự nỗ lực cố gắng của Lan. Lan đã bỏ đi cái tôi của mình, luôn nghĩ cho mọi người trong gia đình và sống chân thành. Cả gia đình giờ đây đã rất vui vẻ hạnh phúc bởi tới đây họ lại chuẩn bị đón một thành viên nhí nữa. Đúng là hạnh phúc không phải ở đâu quá xa vời, nếu mỗi người đều bỏ đi cái tôi nghĩ cho người khác và sống chân thành thì ngại gì phải sống chung với nhà chồng một cái kết quá hậu cho cuộc hôn nhân của lan dù qua bao thăng trầm bao khó khăn nhưng giờ đây lan đã có được hạnh phúc câu chuyện đã khép lại ở đây rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện xin chào và hẹn gặp lại